Thưa quý vị, sáng nay vụ cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Hà Tĩnh đã bước sang ngày thứ ba, song vẫn chưa được dập tắt. Lực lượng chức năng đã phải lập chốt chặn trên quốc lộ 1A cũ để đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại, lửa vẫn đang tiếp tục tàn phá rừng tại các địa phương như là Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với hàng ngàn người tham gia dập lửa, hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Tĩnh đang căng mình khống chế giặc lửa, kiên quyết không để lửa bén xuống làm hại nhà dân. Đến trưa nay, tại khu vực thôn 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, rừng vẫn đang tiếp tục cháy và có chiều hướng lan xuống bìa rừng. Hơn 945 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân khu 4, cảnh sát biển, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An, bộ đội, công an, biên phòng Hà Tĩnh đang cùng hàng ngàn người dân và lực lượng tổ chức đoàn thể khác vẫn đang thay nhau liên tục chiến đấu với giặc lửa. Ngoài việc tiếp tục bơm nước sông Lam và các hồ xung quanh lên để dập tắt đám cháy, thì toàn lực lượng đang tập trung dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa để hạn chế tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra. Lực lượng công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng. Chúng ta đã huy động được là 9 xe chữa cháy và 120 quân. Ngoài ra thì có huy động thêm lực lượng của Nghệ An là 3 xe khoảng 30 quân cùng với lực lượng bộ đội, biên phòng và các cái nhân dân khác đã triển khai các cái phương án chữa cháy rừng. Hiện nay thì cơ bản đám cháy cũng đã được là khống chế. Chủ yếu lực lượng chữa cháy và lực lượng chữa cháy rừng khác thì làm cái hàng rào cản lửa ở bao quanh khoảng hơn 300 hộ dân. Và đến bây giờ phải nói là chúng tôi đảm bảo được là lửa không bén vào khu vực nhà dân, đảm bảo là 100 nhà dân đến thời điểm này là an toàn. Sáng nay, ngọn lửa bùng phát trở lại, khiến khu vực rừng thông tại khu vực rừng xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bốc cháy dữ dội. Để tập trung cho phương án chữa cháy, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã túc trực chốt chặn hai đầu quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân để ưu tiên cho các phương tiện vào chữa cháy di chuyển. Trong cuộc chiến cam go với giặc lửa tại Nghi Xuân, cùng với 300 cán bộ chiến sĩ được tăng cường của quân khu 4, 25 cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 3 xe chữa cháy chuyên nghiệp của công an Nghệ An tham gia hỗ trợ để giành nhau từng mét đất với giặc lửa từ ngày 28 tháng 6 đến nay. Thực sự mà nói thì mấy ngày vừa rồi thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã rất vất vả với cái việc khống chế dập tắt cả đám cháy ở trên rừng. Nhưng mà thực sự thì chúng tôi vì trách nhiệm cũng như là vì cái cuộc sống của bà con nhân dân nên chúng tôi đã không quản ngại khó khăn và cảm thấy đấy là một nhiệm vụ cực kỳ thiêng liêng và cao cả, và chúng tôi cùng dốc hết sức mình để làm sao để cho mà bảo vệ tốt nhất về cái rừng cho bà con nhân dân cũng như là đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Theo dự báo, trong 1-2 ngày tới, Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng to. Lửa hiện vẫn đang cháy trên các cánh rừng ở Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên. Cùng với nhân dân và các lực lượng khác, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang tiếp tục căng mình để khống chế giặc lửa. Được biết, Thượng úy Đồng Xuân Trà, chiến sĩ công an huyện Nghi Xuân, không may bị bỏng trong quá trình dập lửa, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân. Mệt mỏi, nóng rát, thế nhưng tất cả mọi người đều gồng mình trong biển lửa. Những bữa cơm vội trong rừng, những giọt mồ hôi đổ xuống với quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.